Theo quan điểm của đồng bào người Tày ở xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, năm hết Tết đến có ý nghĩa rất quan trọng, là dịp để tổng kết đánh giá kết quả trong một năm về thành quả lao động, sản xuất và dự định những kế hoạch mới. Chính vì vậy, để chào đón một năm mới đến, mọi thành viên trong gia đình đều dành hết tâm tư, chuẩn bị một bữa cơm tất niên thịnh soạn dâng lên tổ tiên. Đối với người Tày, Tết Nguyên đán là Tết quan trọng nhất trong năm. Vào sáng 30 Tết, người Tày thường vào rừng chặt một nhánh cây để quét dọn mạng nhện trần nhà. Khi nhà cửa đã được dọn dẹp, chủ nhà sẽ dán giấy đỏ lên bàn thờ, cửa chính, cửa bếp và chuồng trại, vật dụng cây cối, với hy vọng một năm mới sẽ gặp nhiều may mắn, mùa màng bội thu. Sau đó mọi người trong gia đình đều được huy động để bắt đầu mổ lợn, thịt gà, sửa soạn mâm cúng. Đến năm hết Tết đến thì trong một năm thì cũng có một ngày Tết là cuối năm thì cũng tổ chức, tức là trong gia đình là quét dọn là nhà cửa, rồi là mổ con lợn để tức là ăn Tết cùng sum họp sum vầy tất cả trong gia đình, con cháu, ông bà cha mẹ, để tức là cùng vui trong một ngày xuân mới. Với người Tày, trong những ngày Tết, thịt lợn là thực phẩm chính và quan trọng nhất của các gia đình. Do vậy, dù giàu hay nghèo, mỗi gia đình đều cố gắng nuôi một con lợn đen để đến ngày 30 Tết mổ thịt. Khi những người đàn ông trong gia đình vào chuồng bắt lợn, tất cả các thành viên đều phải im lặng để tổ tiên có thể nghe thấy tiếng lợn kêu, báo hiệu sắp bước sang một năm mới. Và bữa cơm tất niên là dịp để anh em họ hàng hàn huyên tâm sự sau một năm lao động vất vả. Cái bữa cơm cuối năm, đặc biệt vào buổi trưa ngày 30 cuối năm ấy, thì nó có ý nghĩa rất là lớn. Đặc biệt là cái gia đình và chúng ta được ngồi quây quần bên nhau để nói chuyện về mùa màng. Năm nay là mình thu hoạch được bội thu là bao nhiêu, rồi năm tới là mình trồng cây gì. Đấy, rất là hay. Và đặc biệt là trong mâm cơm thì bà cháu rồi bố mẹ rồi anh chị em có những cái chén rượu uống rất là vui. Này nó tạo cái gắn kết, cái sự đoàn kết trong gia đình lại với nhau. Tết là thời điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới. Tết còn là dịp để mỗi người dân tưởng nhớ và tri ân tổ tiên. Là dịp nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả. Vì vậy, ngày Tết luôn là thời điểm mà các dân tộc mong ngóng những điều tốt lành nhất cho bản thân, cho quê hương, đất nước trong năm mới.